nâng đỡ đức tin để cùng đi trong con đường đời sống này một cách trung tín, một cách nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Và một chung điều cuối cùng mà Phương chia sẻ về mục đích của hội thánh. Và hội thánh nào không làm những điều này, và những người thành phần trong hội thánh nào mà không làm những điều này, thì chúng ta một là thiếu sót, nhưng mà hai thì chúng ta không làm chọn hay là không sống chọn mục đích của đời sống mình. Vì khi mà mình sống chọn mục đích của đời sống mình đó, thì mình sẽ thấy những cái điều ân phước rất là nhiều ở trong đời sống của mình. Và Phương nghĩ rằng cái đó là cái vấn đề mà chúng ta thường mắc phải. Chúng ta có thể yêu mến Chúa, chúng ta có thể đi thờ phượng Chúa, nhưng mà chúng ta thiếu mắt hay là không sống được cái mục đích khác mà Chúa dự định cho mình. Cho nên cái đời sống của mình thấy vắng vẻ, một là vắng vẻ, hai là không đúng ý nghĩa, không có niềm vui, không có sự hân hở. Mình thấy những cái công việc này là những cái công việc hầu việc Chúa, nhưng mà thật sự đó là những cái cơ hội nhận được những ân phước và niềm vui rất là đặc biệt ở trong đời sống của mình. Trong những tuần qua thì Phương nói về cái cách mà chúng ta rao truyền tin lành, làm sao mỗi người và hội thánh chung rao truyền tin lành. Thì Phương ôn lại sáng hôm nay, Phương hỏi trước rằng tin lành được rao giảng ra là do ai rao giảng tin lành? Ai? Mọi người tin Chúa hay là chúng ta? Can you click forward one? Đó là câu trả lời. Trong Kinh Thánh nói rằng Ngài phán cùng các sứ đồ. Các sứ đồ ở đây là mỗi người chúng ta. Ai được sai đi? Chúng ta được sai đi. Chúa Jesus Christ nói rằng là Chúa Cha, Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus Christ vào thế gian này để nói về Đức Chúa Trời. Và bây giờ Đức Chúa Jesus Christ cũng sai tất cả chúng ta vào thế gian để nói cho người ta biết về Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta sáng hôm nay đó, sau khi chúng ta ôn lại là ai, rồi tại sao, bằng cách nào đó, thì chúng ta sẽ nói tin lành là cái gì, để cho chúng ta hiểu rõ rằng khi mà chúng ta chia sẻ tin lành đó, rao giảng tin lành thì chúng ta nói gì. Trong Kinh Thánh nói hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đón phạt. Đó là cái điều mà Chúa phán dặn mình làm. Còn về phần tin hoặc là không tin, đó là do Đức Chúa Trời và cái người đó quyết định. Nhưng mà mình thì mình đi và mình làm theo những điều mà Đức Chúa Jesus Christ phán dặn mình. Rồi, cái câu hỏi thứ hai rằng tại sao chúng ta phải rao giảng tin lành? Lý do gì? Có nhiều lý do, nhưng mà có thể chúng ta không suy nghĩ ra cái lý do chính. Cái lý do chính là tại sao chúng ta phải nói cho người ta biết về Đức Chúa Jesus Christ? Click forward one. Tại vì có sự chết thứ hai. Và điều đó là chắc chắn. Và cái điều đó mọi người sẽ đối diện, giống như Phương nói hồi tối hôm qua, rằng là sau khi chúng ta chết, đời sống này trải qua rồi, kết thúc đời sống ở trên trần gian này, không có cái điều gì khác ngoài cái sự phán xét cuối cùng. Mỗi người của chúng ta giàu chết trong thời buổi nào và chết như thế nào cũng sẽ được trả lại. Kinh Thánh nói rằng biển trả lại người chết, đất trả lại người chết, từ bốn phương cực địa này trả lại người chết, và chúng ta sẽ sống lại bằng thịt và xác và linh hồn của mình và tâm hồn của mình một cách trọn vẹn. Và mỗi người phải đứng trước Đức Chúa Trời chịu phán xét. Mọi người không tin Chúa đó, trong những năm tới đó, Phương sẽ nói về cái sự phán xét của người tin Chúa khác biệt hơn với người không tin Chúa. Nhưng mà tất cả những người không tin Chúa phải chịu phán xét về tất cả những điều mình làm. Và Chúa phán xét không phải những công việc mình làm thôi, nhưng mà từ ở trong tấm lòng và cái nội dung, cái sự suy nghĩ của mình ở trong tấm lòng của mình. Và cái điều chắc chắn rằng là chúng ta phạm tội thì phải gánh lấy cái sự hình phạt của tội lỗi đó. Nếu chúng ta không được Đức Chúa Jesus Christ xóa đi tội lỗi của mình, tất cả mọi người đều đối diện với cái chết thứ hai.
Và Kinh Thánh diễn tả cái chết thứ hai này là cái hồ lửa cháy bừng bừng đời đời, là nơi khóc lóc, nghiến răng, và là nơi sẽ không còn một hy vọng nào khác. Đó là cái kết quả cuối cùng và vĩnh viễn. Cho nên Phương nghĩ rằng là nếu mà chúng ta biết như vậy và chúng ta được cứu rỗi, thì chúng ta phải, Mỹ gọi là warn, là cho người ta, cho những người khác biết trước rằng đừng đi nơi cái chỗ đó, hãy quay lại đi. Nếu không đó thì họ sẽ chết mất trong lửa đời đời, và đến lúc đó rồi đã sẽ không còn quyết định nào khác và không còn sự thay đổi nào khác, và cái điều đó là cái kết thúc vĩnh viễn cho họ. Thành ra chúng ta phải nói cho người ta biết, vì mình không muốn cho ai chết mất, cũng như là Đức Chúa Trời cũng không muốn cho ai bị chết mất ở trong lửa địa ngục đời đời. Ở trong Kinh Thánh nói rằng là Chúa không có chậm trễ kết thúc thế gian này đâu, nhưng mà Chúa đợi cho mọi người đều có một cái thời gian để ăn năn, để trở về cùng Chúa, để không đối diện với cái sự chết thứ hai đời đời. Cái điều đó là chắc chắn, dù mình tin hay là không tin. Và nếu mà mình xem xét tất cả những lý thuyết của con người về cái sự về cái gì xảy ra sau khi mình chết đó, thì nó mâu thuẫn với nhau và nó không có lý. Có lý nhất là lời Kinh Thánh cho chúng ta biết. Phương nói mâu thuẫn với nhau và không có lý là tại sao? Chắc mình suy nghĩ thì mình cũng biết rồi. Một là mình dạy số vàng, hai là mình đi đầu thai, không có, cả hai không có thể đúng được, phải không? Nếu mình thành ra nếu mà mình xem xét tất cả những cái điều mà người ta suy nghĩ về cái gì xảy ra sau khi chết đó, thì nó không có lý và nó mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà lẽ thật này Kinh Thánh cho chúng ta biết. Và một trong những điều mà Đức Chúa Jesus Christ nói nhiều nhất khi Ngài làm con người ở trong thế gian và người ta ghi lại đó là về địa ngục, lửa địa ngục đời đời. Vì chính Chúa Jesus Christ đến để muốn cứu người ta khỏi lửa địa ngục. Ở trong cả Kinh Thánh của ước, không có ai biết nhiều và không có ai viết và không có ai để lại chi tiết gì về lửa địa ngục hay là sự chết thứ hai hay là sự chết đời đời ngoài Đức Chúa Jesus Christ. Chúa muốn cho mình biết. Cái đó là cái điều mà đối diện với mỗi con người nếu chúng ta không được sự tha thứ và sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Rồi, từng rồi đó thì Phương nói đến một cái câu hỏi nữa là the how, là làm cách nào. Cái cách là chúng ta nói, click forward, chúng ta nói, tại one more, trong Kinh Thánh nói rằng keep clicking, trong Kinh Thánh nói rằng là người ta không có thể tin được, người ta không có thể kêu cầu danh Chúa được nếu người ta không có nghe. Keep clicking, có nhiều lắm. Và người ta không có thể tin được nếu người ta không có nghe. Và nếu không ai nói cho người ta biết, làm sao người ta nghe? Và nếu không ai được sai đi để nói cho họ biết, thì làm sao mà có người giảng tin lành, phải không? Thành ra ở đây cho chúng ta biết rằng là cái cách mà người ta được cứu đó là có người nói cho họ biết về tin lành, và sau đó đó họ tin đó, thì họ chính họ kêu cầu danh Đức Chúa Trời thì họ sẽ được cứu. Và ở đây đó, đức tin đến bởi người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Jesus Christ được rao giảng ra. Và chính chúng ta là cái người đi rao giảng tin lành, chúng ta hiệp tác với Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta nói đó, thì chính Chúa đụng đến tấm lòng của họ và kêu gọi họ. Đó là cái cách. Rồi sáng hôm nay thì Phương sẽ nói về tin lành là gì. Và khi mà chúng ta nói thì chúng ta nói như thế nào, chúng ta nói cái gì, để cho chúng ta rất là rõ. Phương mong rằng là trong 3 tuần qua chúng ta thấy cái nhu cầu, và cái nhu cầu đó khẩn cấp. Và chúng ta biết rằng là chính chúng ta là những người biết Chúa, thì chúng ta nên nói cho người khác biết về Chúa. Và đến đây đó thì Phương muốn cho chúng ta được vững vàng, cho biết rằng là khi mà chúng ta giảng dĩ nói đó thì chúng ta nói cái gì. Và Phương nghĩ rằng là Chúa hồi tối ban phước cho mình để sáng hôm nay Phương nói lời khích lệ. Đáng lẽ hồi tối đó Phương không định giảng cái bài giảng đó,
Phương định giảng cái bài giảng mà Phương soạn cho chương trình Giáng sinh, cho chương trình tiếng Anh cũng như là chương trình tiếng Việt. Nhưng mà khi mà tối hôm thứ Sáu đó, Phương giảng cho mấy đứa nhỏ đó, thì Phương coi lại cái video một tiếng đồng hồ lận, và Phương thấy quá dài, cho nên Phương nói rằng là tối thứ Bảy Phương sẽ cắt ngắn lại và Phương giảng. Nhưng mà tối thứ Bảy đó thì chương trình mình khi mà Phương bước lên đó còn lại 30 phút, mà Phương cắt ngắn lại thì bắt quá là còn 30 phút, nhưng mà có những người Mỹ nữa, thành ra Phương phải dịch lại tiếng Anh nữa, thành ra không có cách nào. Và Phương quyết định trong lòng rằng, và Phương hỏi Chúa Phương nên giảng cái gì trước khi Phương bước ra, sau khi cái bài toàn ban hát cuối cùng, thì Chúa nói chỉ giảng tin lành thôi. Thành ra hồi tối tất cả mọi người nghe một cách rất là thực tế rằng là tin lành của Đức Chúa Jesus Christ có 3 điều thôi, và sáng hôm nay Phương ôn lại, chứ hồi tối mình đã nghe một cách rất là thực tế rồi. Sáng hôm nay Phương ôn lại, mình nói tin lành, mình giảng tin lành là cái gì? Khi mình nói click forward, thành ra cái điều mà Phương muốn khích lệ đó là tại vì Phương nghĩ trong lòng rằng là cái này đó rất là bình thường hay là tầm thường. Ai cũng biết Đức Chúa Jesus Christ đến chết trên thập tự giá để cứu con người. Nhưng mà sau khi Phương giảng rồi đó, Phương bước xuống đó, thì có ít nhất là 3 người nói với Phương rằng là mục sư giảng hay quá. Và cái điều mà Phương muốn khích lệ và chính Phương nhận xét, và không chỉ là hồi tối thôi, nhưng mà thật sự ra trong tất cả những cái kinh nghiệm rao giảng tin lành của Phương và nói về Đức Chúa Jesus Christ đó, là tin lành của Đức Chúa Jesus Christ rất là đơn sơ nhưng mà có quyền năng đụng đến lòng của loài người. Có khi mình nghĩ rằng là cái điều mà mình nói đi nói lại, Đức Chúa Jesus Christ đến trần gian, Đức Chúa Jesus Christ là con người gánh thay tội lỗi của người ta, chết trên thập tự giá, và ai tin Ngài sẽ được tha thứ và được cứu rỗi đó, nó quá đơn sơ, nó dễ dàng. Có khi người ta đã nghe mấy lần rồi, nhưng mà trong tin lành của Đức Chúa Jesus Christ, mình cứ nói và Đức Chúa Trời sẽ hành động ở trong tấm lòng của người ta, và người ta sẽ nhận biết rằng đó là hay, đó là đặc biệt, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Thành ra cái đó là cái điều mà Phương mới cảm nhận tối hôm qua, và Phương khích lệ cho chúng ta. Có khi chúng ta nghĩ rằng là mình nói cái gì, có thể người ta nghe rồi, có thể ở bên Mỹ ai cũng đi nhà thờ, ở bên Mỹ mỗi góc đường có nhà thờ, tin lành nó quá tầm thường, mình nên nói cái gì khác. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Mình cứ nói tin lành của Đức Chúa Jesus Christ, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thành ra hồi tuần rồi Phương nói rằng có 3 cách chúng ta rao giảng tin lành, là giữa đám đông và ở trong nhà thờ và cái đàm thoại riêng biệt. Sáng hôm nay Phương chỉ cho mình cái cách và cái gì để nói khi mà chúng ta nói chuyện riêng với một người nào đó, hoặc là người thân ở trong gia đình mà mình muốn cho họ biết về Chúa Jesus Christ, hoặc là người ở chỗ làm, hoặc là cái người mà mình gặp ở ngoài chợ hay là cái gì đó. Cái đàm thoại này đó là nói chuyện riêng một người đối với một người đó, là cái cách mà Đức Chúa Jesus Christ chính Ngài dùng và rất là kết quả. Và Phương nói từng rồi, chính ông Nicodem và cái người đàn bà Samari chỉ một cái giai đoạn. Phương không biết, Chúa Giêsu nói chắc không hơn là 15-20 phút đâu. Nhưng mà cái người đàn bà Samari đó tin Chúa, và cả làng của cổ tin Đức Chúa Giêsu Christ khi cổ đi về làng của mình và nói rằng tôi đã gặp Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Rồi cả làng đi ra và nghe Chúa Giêsu, và họ tin Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái cuộc đàm thoại, cái sự nói chuyện của mình bình thường hàng ngày đối với mọi người đó rất là quan trọng, và là cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta nói tin lành. Ok, sáng hôm nay thì tin lành là gì? Click forward. Tin lành đó rất là đơn sơ cho chúng ta có thể hiểu. Có 3 phần, và hồi tối chúng ta cũng đã nghe 3 phần. Phần thứ nhất là cái vấn đề, phần thứ nhì là cái cách giải đáp, phần thứ ba là cái sự lựa chọn của cái người mà mình đang nói chuyện với.
Thành ra phần đầu tiên đó, và cái này Phương dựa trong sách Roma đoạn 6 câu 23, và có nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói cho chúng ta cũng y nguyên như vậy. Mình có thể dùng cái câu vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin thì không bị hư mất trong lửa địa ngục đời đời nhưng mà được cứu và được sự sống đời đời. Nhưng mà Phương dùng câu này, chúng ta đọc chung nha, đấy in sâu ở trong trí của mình. 1, 2, 3. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Và mình có thể dùng nhiều hình ảnh. Mình có thể dùng cái hình ảnh bị bệnh với cái thuốc chữa bệnh. Bị bệnh là cái vấn đề, cái thuốc chữa bệnh, cái cách chữa bệnh là cái cách giải quyết. Mình có thể dùng cái công việc làm ở đây cho chúng ta cái hình ảnh một cái người công nhân. Đương nhiên ai đi làm đó, muốn đi làm miễn phí không? Làm cho ông chủ khỏi cần trả tiền không? Tôi nghĩ rằng ở trong nước Mỹ này á, là chi phí chắc lên á, mình không bao giờ làm miễn phí đâu, phải không? Mình làm thì mình muốn được trả cái tiền công. Thì ở đây nói cho chúng ta một cái hình ảnh cũng giống như vậy. Mình sống ở trong đời sống này, mình làm cái tội đó, thì chắc chắn mình sẽ được trả lại cái công của cái tội lỗi đó. Và cái sự trả lại của cái công của tội lỗi đó là sự chết. Nếu chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ gặp phải sự chết. Cái đó là chắc chắn. Và đến đây đó, thì khi mà mình nói cái này đó, Phương nghĩ rằng là không có ai chối là mình là người phạm tội đâu. Đa số người ta, nếu mà họ thành thật đó, thì họ chấp nhận điều này. Có thể họ có những cái câu hỏi khác về cái mức đạo đức thôi. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi có phạm tội nhưng mà không đến nỗi để đi đến lửa địa ngục đời đời, cái đó là hơi quá đáng, phải không? Nếu mà trong đời sống của tôi, hơn nữa mà nếu mình suy nghĩ đó, thì mình cũng có thể suy nghĩ rằng là tôi không có phạm tội dữ tợn bằng cái người ăn cướp hay là giết người kia. Đương nhiên cái tội của tôi nhẹ hơn thì tôi sẽ không gặp một cái hình phạt giống như cái người đó đâu, phải không? Thành ra có một cái sự trấn an ở đó. Hơn nữa mình có thể suy nghĩ rằng là ở trong đời sống của tôi sống bất quá là 70 năm, 80 tuổi thôi, phải không? Mà tôi phạm biết bao nhiêu tội ở trong 70 hay là 80 tuổi năm đó, thì làm sao mà tôi phải bị hình phạt đời đời? Tôi phạm tội có bao nhiêu tội, nếu mà một năm một tội hay là một tuần một tội đi, thì ở trong 70 năm, 80 năm đó thì có bao nhiêu tội mà tại sao tôi phải bị hình phạt đời đời ở trong lửa địa ngục? Thành ra có thể chúng ta có những cái câu hỏi giống như vậy. Đừng sợ, đừng lo sợ. Trong những lúc đó thì chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh cho mình cái câu giải đáp. Chúng ta chỉ nói Đức Thánh Linh xin cho con cái câu giải đáp. Và chúng ta nghe trong đầu, chúng ta nhớ lại trong lời Kinh Thánh nói như thế nào. Mỗi trường hợp khác nhau nhưng mà chúng ta đừng sợ. Cái câu giải đáp đó mà Phương nghe một mục sư nói rất là có lý, Phương chia sẻ với mọi người. Rằng ông mục sư nói rằng là chính loài người cũng không có thấy cái sự công bình, không có theo cái tiêu chuẩn công bình giống như là cái lý lẽ đó. Có nhiều người đó, họ giết người đó, họ chỉ 5 phút thôi, lấy cái súng bắn cái đùng là chết một mạng người, phải không? Có khi không phải đến 5 phút nữa. Nếu mà xài dao đó thì có thể chém thì nó hơi nhiều thời gian hơn là 10 phút hoặc tới 15 phút. Hay là cắt cổ á, thì người ta có thể chảy máu một thời gian rồi người ta mới chết. Ôi rùng rợn, phải không? Nhưng mà cái điều mà Phương nói đó là cái tội trọng đó không có dựa vào cái thời gian. Ông tòa sẽ nói rằng ông giết cái người đó bắn cái đùng có 5 phút thôi, bây giờ ông vô tù ngồi 5 phút thôi, phải không? Như vậy có công bằng không? Thành ra khi mà mình suy nghĩ rằng là mình phạm tội có một cái 70 năm, 80 năm mà bị hình phạt đời đời, không công bằng, cái đó không có lý. Chính cái hệ thống luật pháp ở bên Mỹ và ở khắp nơi đoán xét người ta bằng cái tội trọng. Cái tội đó trọng bao nhiêu thì cái hình phạt đó là bao nhiêu. Và
Bởi đó chúng ta cũng có thể đối đáp cái câu trả lời rằng tôi không có giết người, tôi chỉ lâu lâu nói láo hay là cái gì đó thôi. À, nhưng mà cái tội đó rất là trọng. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình hiểu biết Kinh Thánh, mình sẽ thấy rằng á, là mọi tội phạm ở trên thế gian này đều phạm cùng chính Đức Chúa Trời chí cao. Khi mình nói dối với nhau thì mình phạm tội cùng Đức Chúa Trời, vì tất cả loài người là con cái của Đức Chúa Trời. Khi mình ăn gian ăn lặng với nhau thì mình ăn gian ăn lặng chính con của Đức Chúa Trời. À, có ba tội lỗi và có hai cách phạm tội để Phương nói sơ qua để cho mình biết, và mình cũng có thể nói đi nói lại để cho mình nhớ. Ba tội lỗi, một là những cái tội mình phạm cùng mình. Khi mà mình uống rượu say sưa thì cái lá gan của mình lâu ngày sẽ bị hư và mình giống như là mình tự giết mình. Cái đó là tội cùng Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì chính Đức Chúa Trời ban cho mình cái sự sống này, ban cho mình thân thể mạnh khỏe, là tại sao mình phải đi tiêu diệt cái thân thể này mà Chúa ban cho mình. Những cái điều đó đó là những cái tội mà người ta phạm, có khi người ta không nghĩ rằng phạm cùng Đức Chúa Trời chí cao, nhưng mà những tội phạm cùng mình là phạm cùng Đức Chúa Trời, là đấng tạo mình nên và ban sự sống cho mình. Những cái tội phạm cùng nhau, giống như Phương diễn tả hồi nãy, cũng là phạm cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng là ai khi dễ người nghèo đó, khi dễ đấng tạo hóa mình. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời dựng nên mọi người. Phải không? Thành ra tất cả những cái điều mà chúng ta đối đãi với nhau, khi mà chúng ta chửi bới nhau, khi mà chúng ta ăn gian nhau, khi mà chúng ta bất cứ điều gì chúng ta phạm cùng nhau, là chúng ta phạm cùng đấng tạo hóa của tất cả con người. Thành ra hai tội, rồi ba tội. Cái tội cuối cùng là cái tội chính mình phạm ngay thẳng cùng, nghịch cùng Đức Chúa Trời. Là sao? Có nhiều người thì không có đi chửi bới ông trời. Có nhiều người thì có chửi ông trời, nói là trời ơi tại sao cái gì đó cái gì đó. Nhưng mà đa số chúng ta không có chửi thẳng ông trời. Nhưng mà chúng ta có phạm tội nhiều cách, nghịch cùng Đức Chúa Trời. Và cái cách mà chúng ta dễ hiểu nhất đó là khi chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời. Cái đó là tại sao tội? Tại vì chúng ta nói ngược với cái đời sống đạo đức của mình, phải không? Phương nói cái này để cho chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng chúng ta nghĩ mình là đạo đức, nhưng mà thật sự nếu mà mình thành thật, mình không có đạo đức bao nhiêu đâu. Người Việt Nam mình, tổ tiên của ông bà của mình dạy rằng uống nước phải nhớ nguồn, phải không? Và nếu trời xanh, trời dưỡng, trời nuôi, tại sao không thờ ông trời? Đều dông ơn bội nghĩa, phải không? Thành ra có những cái tội mà chúng ta phạm, chúng ta không biết là phạm thẳng cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu ở trên đời này có một người mà mình làm ơn cho mà họ không bao giờ cảm ơn mình, mà ngược lại họ còn lâu lâu nói điếm nói xỉa mình nữa, thì sao? Cái con người đó đối với mình là người dông ơn bội nghĩa, phải không? Và mình cũng không làm cái gì khác cho con người đó, phải không? Nhưng mà loài người của mình đối với Đức Chúa Trời như vậy đó, khi mình không có một cái tấm lòng biết ơn Chúa, khi mà mình không thờ phượng Chúa một cách xứng đáng. Thành ra đó là ba loại tội lỗi. Phương nói rõ như vậy, có thể mình biết là phạm tội cùng mình, phạm tội cùng người khác và phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Có khi mình diễn tả như vậy đó thì người ta thấy, ồ, thật sự mình có tội và tội của mình trọng. Dầu chỉ là một lời nói dối, nghịch cùng nhau, hay là với bà xã của mình, hay là ông chồng của mình, hay là cái gì đó, hay là mình thiếu sót ở trong cái sự thờ phượng Chúa, hay là hồi xưa đến giờ mình không có thờ phượng Chúa, và mình không có tin Chúa nữa. Thành ra ba cái điều đó thì cho chúng ta biết về cái tội trọng. Và có hai cách phạm tội. Một cái cách đầu tiên đó là chúng ta làm cái tội đó. Hai là chúng ta không làm cái điều mình nên làm. Cái tội mà phạm đó, cái tội phạm đó là khi chúng ta nói một cái lời gì đó, hay là chúng ta ăn gian người ta, hay là người ta mình đi thật sự ăn cướp, hay là giết người, hay là cái gì đó. Cái đó là mình làm nên cái việc đó. Còn cái tội khác mà ít người ta suy nghĩ là cái tội đó là khi mà mình biết cái điều đó đúng nhưng mà mình không làm. Bởi như vậy đó, trong Kinh Thánh nói rằng là ai tin Đức Chúa Jesus Christ được xưng công bình. Công bình là sao?
công bình á, là cái nhô lên phải hạ xuống, cái thấp phải đem lên. Mình suy nghĩ có một phía thôi, tôi không có phạm, tôi không có làm, tôi không có làm, tôi không, tôi tốt hơn người ta cái này, tôi tốt hơn người ta cái kia. Nhưng mà có biết bao nhiêu điều đáng lẽ mình đã phải làm nhưng mà mình không làm, cái đó cũng là phạm tội. Trong Kinh Thánh nói rằng á, là ai biết điều tốt lành mà không làm là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Thành ra mình suy nghĩ lại, biết bao nhiêu cái vấn đề, biết bao nhiêu trường hợp người ta cần sự giúp đỡ của mình nhưng mà mình cứng lòng chặt dạ, biết bao nhiêu lần mình biết rằng á, là cái mình nên làm cái điều đó, nếu không mình sẽ mất trung tín, mất uy tín với chồng, với vợ, với người chỗ làm của mình, nhưng mà mình cũng không làm. Thành ra những cái điều mình không làm đó cũng là cái cách phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những tội nó trọng á, là tại vì mình phạm cùng chính Đức Chúa Trời trí cao là đấng thánh khiết. Chứ không phải mình xem bằng con mắt con người, tội này nhỏ, tội này nhẹ. Nhưng mà khi mà mình phạm cùng chính Đức Chúa Trời đó, đó là tội trọng. Cho nên mới đáng sự hình phạt đời đời. Thành ra những cái điều đó chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể để trong lòng. Để khi người ta hỏi đó, thì can you go back one? Chưa xong. Thì mình có thể cắt nghĩa. Rồi, cái cách giải đáp là trong câu số thứ nhì, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Đây là cái cách giải đáp, hay là cái cách trị bệnh, hay là cái cách mà chúng ta không có nhận cái tiền công của tội lỗi của mình, là nếu mà chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ. Và đến đây đó thì mình có thể cắt nghĩa tùy theo cái người đó hỏi, hay là tùy theo cái thời gian của mình, có khi mình có vài ba phút thôi, thì mình chỉ nói rằng là Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu Christ đến làm con người và lấy hết tội lỗi của mình, và Chúa gánh thay tội lỗi của mình và chịu sự hình phạt thay thế mình. Cho nên có chỉ mình Đức Chúa Giêsu Christ có thể tha thứ cho mình. Và nếu mình tin Chúa Giêsu Christ, mình không bị hình phạt, nhưng mà mình nhận được cái sự công bình của Chúa, cái sự sống của Chúa, và sự sống của Chúa là sự sống đời đời. Mình nhận được tình yêu thương của Chúa, mình nhận được ân phước của Chúa, chứ không phải là sự rủa sả bởi tội lỗi của mình. Biết bao nhiêu điều mình có thể nói, nhưng mà nhớ mình nói cái vấn đề và mình nói cái câu giải đáp, và mình không cần nói theo thứ tự đó. Có một lần cũng mấy tháng trước gần đây, Phương đi với một sư, không biết một sư Liên Tâm mình nhớ không, một sư đó từ Việt Nam qua, và cũng đồng thời có một người chị Yến đưa tên mình để đi thăm, và Phương rủ một sư đi thăm, và một sư nói với người đó về Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, là Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng mình nên tôn thờ. Và cái người đó muốn tin Chúa và muốn cầu nguyện tin Chúa, và một sư đang hướng dẫn người đó tin Chúa. Rồi một sư nói rằng tôi còn thêm một điều để nói nữa, chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình. Rồi một sư nói về địa ngục, Phương nói là ô cái này hồi hộp quá nha, tại vì người ta muốn nghe cái tình yêu thương, nhưng mà không ai muốn nghe là mình là người tội lỗi, không ai muốn nghe là mình phải ăn năn tội lỗi của mình đâu. Nhưng mà một sư cũng nói, và cảm ơn Chúa, cái người đó chịu nghe và cái người đó chịu ăn năn tội lỗi của mình trước khi cầu nguyện tin nhận Chúa. Tin lành phải có hết cả hai. Mình có thể nói về sự cứu rỗi trước, và mình có thể nói về cái tội lỗi và sự hình phạt sau. Nhưng mà nếu người ta không hiểu hết đó, thì cái niềm tin của họ không có được trọn vẹn và vững chắc. Thành ra mình có thể bắt đầu ở cái nào cũng được, nhưng mà mình phải nói hết cả hai. Nếu như vậy đó, thì họ mới là cái người tin Chúa hiểu rõ thật. Thành ra cái điều đó Phương cũng chứng kiến, và Phương cũng nói lại, mình không cần lúc nào cũng bắt đầu với lưới địa ngục và sự hình phạt hay là cái gì đó, thì có khi người ta hơi khó nghe. Mình có thể bắt đầu bằng sự cứu rỗi và nói đến cái vấn đề sau cũng được. Ok, và đó là cái tin lành. Và cái cách chia sẻ tin lành. Thành ra ông lại có hai tin lành của Đức Chúa Jesus Christ, có hai phần thôi.
cái vấn đề là tội lỗi sẽ kết thúc ở trong cái sự hình phạt ở trong lửa địa ngục đời đời. Và cái cách giải đáp đó là cái sự cứu rỗi qua tình yêu thương của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời lánh thay tội lỗi của mình. Quá dễ phải không? Ok, rồi mình đi thêm cái phần cuối cùng là cái quyết định của con người. Can you click forward? Làm sao để được cứu? Rồi mình nói tin lành rồi. Rồi nếu mà họ muốn được cứu đó, hay là họ hỏi rằng là tôi không muốn chết mất trong lửa địa ngục, làm sao tôi được cứu? Thì ở trong đây, những cái câu chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 10 nói rằng: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus Christ ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Ở đây một lần nữa cũng có hai phần mình kết nối lại. Lòng người ta tin, thì thường Phương nói tin lành rồi á, thì Phương hỏi người đó, ông bà có tin những điều Phương nói không về địa ngục, về Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời? Và nếu mà họ nói họ tin đó, thì Phương hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa. Cái này rất là quan trọng, vì có nhiều người tin nhưng mà vì lý do gì đó họ không nói ra, họ không muốn cầu nguyện tin nhận Chúa, họ không muốn xưng ra. Và cái này mình cũng phải thông cảm, tại vì có nhiều người ở trong nhiều trường hợp khác nhau. Có khi cả gia đình của họ là thờ cúng ông bà, hay là cả gia đình của họ đạo khác, và họ e, họ ngại. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, và Ngài đã bỏ hết tất cả cho chúng ta. Cái niềm tin thật đó phải có một cái của lễ. Và cái của tế lễ đó, hay là cái điều mà mình dâng lên cho Chúa đó, phải có một cái giá trả, phải không? Nếu mà người ta không muốn trả cái giá đó đó, thì cái đức tin đó chưa phải là đức tin. Thành ra có khi người ta cần thêm cái thời gian để hiểu biết thêm về Đức Chúa Jesus Christ, để lớn lên ở trong đức tin. Cái lời mà mình đã nói với họ về tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời đó, mình cứ cầu nguyện cho họ tiếp tục. Nhưng mà cái điều đó đó, nếu mà họ tin ở trong lòng nhưng mà họ không xin nhận, họ không muốn cầu nguyện tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đó, thì là chưa được cứu. Cái điều đó Phương nói là quả quyết. Mình tin, Kinh Thánh nói rằng là cái điều mình tin trong lòng mình xưng ra bằng miệng thì mình mới được cứu. Và ngược lại, có nhiều người, tôi muốn cầu nguyện tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, cầu nguyện cái rập liền, rồi không thấy họ đâu hết. Giống như là cái miệng họ xưng nhưng mà cái tấm lòng họ không có cái niềm tin thật. Thành ra phải có cả hai. Và mình nói cho họ biết rõ ràng, ở đây có thể rằng là nhiều người không hiểu rằng tin Chúa là sao, phải làm cái gì. Thì mình cắt nghĩa tin Chúa rất là đơn sơ. Mình đi thờ phượng Chúa mỗi tuần chung với những người anh em. Mình bắt đầu học về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời viết rất là nhiều điều về Ngài ở trong Kinh Thánh. Rồi mình tìm hiểu thêm về Chúa, rồi mình đi thờ phượng Chúa, rồi mình biết cái điều gì á, mình học được điều gì á, thì mình làm theo lời Chúa. Mình cắt nghĩa cho họ để cho họ biết tin Chúa là như thế nào, để cho họ quyết định. Và chúng ta cũng đừng có hấp tấp đối với họ, tại vì mỗi người phải quyết định riêng của họ. Họ phải kêu cầu danh Đức Chúa Jesus Christ riêng của họ. Có khi mình quá hấp tấp, nhưng mà cái niềm tin đó phải dẫn đến cái sự quả quyết ở trong lòng. Và sau khi đó đó thì mình mới làm phép báp têm, rồi mình mới gây dựng cái đức tin của họ và dạy thêm đạo cho họ qua Kinh Thánh. Nhưng mà làm sao để được cứu? Phải tin ở trong lòng và miệng nói ra. Họ phải biết rằng là có một cái giá để đi theo và tin Chúa, và họ phải chịu trả cái giá đó. Nếu mà họ còn do dự, họ còn lững lờ hay là cái gì đó đó, thì cái đó chưa phải là tin, và cái đó không phải cái sự cứu rỗi. Họ sẽ không nhận được sự cứu rỗi. Mình đừng có cho họ cái hy vọng giả dối mà không đúng với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Họ phải tin ở trong lòng và họ phải xưng nhận bằng cái miệng, bằng cái sự xưng nhận đó. Ok, làm sao được cứu? Phải tin ở trong lòng
và hãy xưng bằng miệng. Đó nói lên cái sự giản dị và cái sự chấp nhận tuyệt đối rằng tôi sẽ đi theo Chúa, tôi sẽ thờ phượng Chúa. Next slide please. Và đến đây thì Phương hết giờ rồi, nhưng mà Phương để lại cái hình ảnh này để tóm tắt lại cái đức tin là như thế nào. Đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ đó là giống như mình bước vào cái cửa, mình tin ở trong lòng, mình mới nghe tin lành và mình tin thật sự là như vậy. Mình tin rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, mình muốn sự tha thứ thì mình cầu nguyện tin nhận Chúa, mình cầu xin Chúa tha thứ hết tội lỗi của mình, nghĩa rằng là mình bước qua cái cửa. Ok, sau khi đó thì Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu hành động ở trong đời sống của mình để biến hóa mình trở nên thánh giống như Ngài. Cái này đó Phương để cho chúng ta biết rằng là cái đó là cái bắt đầu cái sự thánh hóa của mình, và cái sự thánh hóa của mình sẽ đến cuối cùng đem đến sự sống đời đời cho mình, cái sự vinh hiển, cái thân thể mới, cái sự sống mới khi mình được sống lại, khi Đức Chúa Jesus Christ kết thúc thế gian này và mình sẽ sống vĩnh viễn ở trong nước thiên đàng với Đức Chúa Trời. Cái đó là cái linh trình hay là cái giai đoạn thánh hóa. Và cái người không có cái cách nào mà chúng ta mất đi cái sự cứu rỗi hết trơn đó. Nhiều người khi mà họ tin Chúa rồi, họ có thể sa suốt rồi họ bỏ nhà thờ, hay là họ phạm tội một cái tội gì đó và họ không có vượt qua được cái tội đó. Họ sợ rằng mình mất đi cái sự cứu rỗi, mình sẽ bị đi địa ngục đời đời. Phương bảo đảm rằng không có cái tội trọng nào mà mình phạm mà Chúa chưa biết đến, mà Chúa vẫn chọn chết thay cho mình ở trên thập tự giá. Thành ra đừng để tội lỗi trở thành cái vấn đề cho mình. Đức Chúa Jesus Christ đã giải quyết tội lỗi, cái vấn đề tội lỗi cho mình rồi. Mình phạm tội thì mình ăn năn cùng Đức Chúa Trời, mình trở về cùng Đức Chúa Trời. Cái đó luôn luôn, cái đó gọi là ân điển, và luôn luôn cho mọi người tin. Đó là Đức Chúa Jesus Christ đã trả cái giá cho mình rồi. Có một cách mà mình mất đi sự cứu rỗi thôi. Nó giống y cái cách mà mình nhận được sự cứu rỗi. Là mình quyết định ở trong lòng và mình xưng ra bằng miệng rằng tôi không tin Đức Chúa Jesus Christ nữa. Tôi không thờ phượng Ngài nữa. Và trong Kinh Thánh có nói về những người như vậy. Ở trong sách Hebrew nói rằng là những người như vậy đó đóng đinh Chúa một lần nữa một cách tỏ tường. Và họ giống như là một cái đám ruộng mưa xuống nhưng mà họ không xanh trái tốt, thì họ chỉ xanh gai góc rồi cuối cùng bị nhổ đi và quăng vào lò lửa. Thành ra chúng ta đừng có sợ rằng chúng ta mất, chúng ta sau khi tin nhận Chúa, chúng ta mất sự cứu rỗi của mình. Có một cách thôi là mình quả quyết trong lòng rằng mình không tin Đức Chúa Jesus Christ nữa, mình không thờ phượng Chúa nữa và mình bỏ Chúa. Nếu mình bỏ Chúa và mình quay đi và mình bước đi đó, thì đúng, mình sẽ không có sự cứu rỗi của Chúa nữa. Nhưng mà Phương nghĩ rằng không có ai mà có thể là lỡ mất cái sự cứu rỗi của mình đâu. Cái đó là cái sự quyết định một cách minh mẫn ở trong lòng của mình. Chứ mình đừng có sợ rằng lỡ tôi phạm tội này, hay là lỡ tôi làm cái đó, lỡ tôi làm cái kia. Khi mà Chúa ngự ở trong lòng của mình đó, mình bước đi theo Chúa đó, thì luôn luôn mình với tội lỗi đó sẽ không sống chung với nhau được đâu. Có thể mình không vượt qua cái tội lỗi đó, nhưng mà mình biết cái đó là tội và mình không có vui lòng và mình không có chấp nhận cái tội lỗi đó. Và có thể cả đời của mình Chúa phải thánh hóa mình, Chúa phải biến đổi mình, và mình phải bước đi, và mình phải struggle, Mỹ gọi là struggle đó, mình phải chống trả cái tội lỗi đó. Nhưng mà cái đó cho mình biết rằng chính Đức Chúa Trời còn ở với mình mới không có sống với tội lỗi được. Next slide please. Thành ra cái đó là cái điều mà Phương nói để cho chúng ta vững lòng. Và hơn nữa chúng ta cũng đừng có đón xét nhau rằng là ô cái người đó đi nhà thờ, cái người đó tin Chúa, người đó đã làm phép báp têm rồi, mà cái người đó sao phạm tội đó. Phải không? Họ cũng ở trong cái linh trình Đức Chúa Trời cũng đang biến đổi đời sống họ và đang biến cải đời sống họ, đang làm họ nên trở nên thánh giống như Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta cũng phải bước đi ở trong cái linh trình đó. Không có ai mà từ ngày làm phép báp têm rồi không bao giờ phạm tội nữa.
À, Phương bảo đảm như vậy. Bởi như vậy chúng ta mới tất cả chúng ta cần ăn điển. Thành ra đây là vài lời cuối cùng mà Phương nói, Phương để cho chúng ta sau khi chúng ta chia sẻ tin lành rồi thì chúng ta nên làm cái gì? Trước tiên thì chúng ta chia sẻ tin lành cái vấn đề và sự tội lỗi và sự chết đời đời. Rồi chúng ta chia sẻ về tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời đối với mình qua Đức Chúa Jesus Christ. Trong Ngài chúng ta được sự tha thứ và sự sống đời đời. Và sau đó đó thì chúng ta cho họ một cái cơ hội để phản ứng. Thành ra số 1 là mời họ quyết định tin hoặc là không tin. Và nếu mà họ tin đó thì mình hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa. Cầu nguyện tin Chúa có hai điều thôi: xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, và bây giờ con chọn tin nhận Chúa Jesus Christ, con mời Chúa vào đời sống của con và con sẽ thờ phượng Chúa. Cái đó chúng ta rất là dễ hiểu, phải không? Những cái điều mà mình mới cắt nghĩa cho họ đó. Nhưng mà chúng ta phải mời họ quyết định. Đừng có nói tin lành rồi xong rồi để họ bước đi mà không suy nghĩ gì khác, không đến một cái quyết định gì hết. Và nếu mà họ chưa ready, chưa chuẩn bị để quyết định ngày hôm đó thì không sao, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Và nếu mà họ lơ lửng trong lòng đó thì that's okay, mình cũng có thể hỏi rằng là bây giờ anh chị hay là cô chưa quyết định được thì Phương xin phép cầu nguyện cho anh chị, còn nếu thắc mắc gì đó có thể Chúa có thể đối đáp chính cho anh chị cái câu trả lời, cái câu hỏi mà mình có. Mình cầu nguyện cho họ ngay tức khắc. Và mình cầu nguyện cái gì? Mình cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời cứu họ, Đức Thánh Linh hướng dẫn họ biết đến Đức Chúa Trời. Đơn sơ như vậy thôi. Tại cái đó là cái điều mà mình muốn, là họ biết đến Đức Chúa Trời. Và số 3 cái này là những cái đề nghị biểu hiện quyền năng. Cái này trong năm tới và những thời sau thì Phương sẽ nói. Có khi chúng ta nói rất là nhiều nhưng mà họ cần cái gì đó, họ cần thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên có khi trước khi hay là sau khi Phương nói tin lành thì Phương hỏi họ có nhu cầu gì và Phương cầu nguyện cho họ. Nếu mà họ bệnh thì Phương cầu nguyện cho họ được chữa lành ngay lúc đó trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Vì trong Kinh Thánh nói rằng là tin lành của Đức Chúa Trời không phải chỉ bằng lời nói nhưng mà bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cái này đó thì chúng ta có thể học thêm để cách để cầu nguyện cho họ. Và chúng ta chính mình phải sống một cách thánh khiết. Nếu mình là người nói tin lành cho họ nghe mà đời sống của mình đó họ nhìn vô họ không muốn cái gì mà mình có đó thì làm sao mà họ muốn tin cái điều mà mình nói, phải không? Thành ra chính đời sống của mình phải trở nên thánh. Và Phương không muốn chúng ta nghĩ rằng tôi không có thánh khiết tại vì tôi biết rằng tôi đang còn vật lộn với vài điều ở trong đời sống của tôi, vài tội lỗi tôi chưa trừ bỏ được cho nên tôi không nói tin lành. Cái đó là suy nghĩ sai, phải không? Chúng ta phải suy nghĩ ngược lại rằng là Chúa ơi, xin cho con vượt qua cái tội lỗi ở trong đời sống của con để con đi nói cho người ta biết về tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Và hơn nữa, chúng ta cứ nói tin lành cho người ta biết Chúa sẽ biến hóa đời sống của mình. Và số 5, tỏ lòng yêu thương của Chúa đối với họ và giao cho Chúa. Nhớ, mình không có cứu rỗi người ta được và mình cũng không có làm cái công việc của Đức Thánh Linh được. Chính Đức Thánh Linh là đấng nói ở trong tấm lòng của người ta và cáo trách chính người ta. Mình chỉ nói tin lành cho họ nghe thôi. Và mình phải giao cho Chúa làm phần của Chúa. Mình không có thể làm phần của Chúa được. Xin mời hội thánh đứng lên. Và chúng ta đến với Chúa và sự cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa ơi, chúng con rất cảm tạ Chúa vì chính Ngài đã cứu rỗi chúng con và Ngài ban cho chúng con nhiệm vụ cả trong đời sống này, suốt đời của chúng con. Chúa ơi, chúng con là những người sứ giả của nước Đức Chúa Trời. Chúng con là những người Chúa đã chọn và Chúa đã sai đi ở trong thế gian mờ tối này để làm sự sáng của thế gian. Chúa ơi, chúng con dâng lên tất cả mọi người hiện diện tại đây. Chúa ơi, chúng con là những người có niềm tin nơi Chúa. Chúng con là những người yêu mến Chúa và chúng con muốn đem tin lành của Chúa đến những người xung quanh của chúng con hàng ngày. Chúa ơi, Đức Thánh Linh xin Ngài giúp đỡ chúng con, xin Ngài ban cho chúng con và tập cho chúng con có tấm lòng dạn dĩ. Xin Ngài đặt lời của Ngài ở trong tâm trí của chúng con về tin lành để cho chúng con có thể chia sẻ
Không hết ba điều thì chỉ một điều cũng được. Chúa ơi, chúng con hạ mình xuống để làm những công việc của Chúa. Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ toàn thể chúng con trở thành một hội thánh rao truyền tin lành. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chẳng thăng nguồn ơn phố đôi, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chúng ca ngợi ba ngôi, Chúa Cha cùng con Thánh Linh đời đời. Amen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con từ đây cho đến ngày chúng con gặp mặt lại Chúa mặt đối mặt. Amen và lễ chung.